Đây con chó đây rồi, đang há mồm há miệng đây, nhìn thấy chưa? Rồi. Đang tắm. Mẹ tay mình rung thế. Đấy, đang tắm nhìn đang thấy chưa? Rỉa lông, đang rỉa lông. Đấy, con đen xuống. Đúng rồi. Cái này cây được đáng rồi. À, rồi rồi, nhìn vào, bụi cây đấy. Chuẩn bị nó bay lên này, đang rỉa lông, đấy, mắt đỏ chót. Tắm rồi. Nó vừa tắm xong đấy. À, rõ rồi, nhảy ra ngoài rồi, cái kiểu nhìn lên nó kìa. Ừ. Nhìn rồi kìa. Đấy, nhìn rồi. Nhìn mắt thường thấy. Bảo măng này. Đi vòng đường kia mang ống nhòm đây nhìn không, đi vòng đằng kia quay lại đây mang ống nhòm dưới đây nhìn nó rồi, mang ống nhòm đây. Nhòm làm gì, đừng xuống, đừng ngồi im đi, nhìn thấy nó đây rồi này, mắt đỏ chót, nhìn rõ đúng không? Có ừ. Nó má cũng đỏ chứ, má đỏ không, không má trắng. Mẹ bây giờ lùa là dính chắc. Chưa chắc. Xuống tắm. Ăn gì? Mẹ cái bao tải. Ô ông lên làm gì? Chết rồi. Không ăn. Liệu tối nó ngủ đấy không? Không biết. Bảo thải. Tắm xong rồi giờ rửa lông thôi. Đúng rồi. Đâu rồi? Tay rung quá. Vẫn ở đấy rồi. Vẫn nhìn thấy nó. Vẫn nhìn thấy nó nhưng mà nó lấp cái lá. Mẹ cái bao tải này. Cái hàng này cụ này. Bố mấy cái.